Rồi, chào mừng các bạn quay lại trở lại các video về học sửa chữa máy tính. Trong video này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Win 10. Và đầu tiên là chúng ta chuẩn bị một cái USB có tích hợp bộ cài Win 10 sẵn. Và sau đó chúng ta khởi động, boot vô cái menu setup Win 10 ha. Thì tiến trình của cài đặt setup Win 10 đó, nó tương tự như Win 7, Win 8. Nó chỉ khác một chút xíu thôi. Rồi, ở đây thì chúng ta chọn net để mặc định ha, chúng ta chọn Intune nào. Rồi ở đây chúng ta không cần cây ha, bỏ qua. Rồi chúng ta chọn Win 10 Pro, luôn luôn chọn bản Pro ha. Mình đang xài Win 10 64 bit. Rồi chúng ta chọn net. Rồi tới bước này chúng ta chọn kép nè, chúng ta net. Rồi luôn luôn chọn custom. Rồi bước này thì chúng ta chọn ổ cài Win và chúng ta format. Sau đó chúng ta net ha. Lưu ý là có một số máy nó có những phân vùng nhỏ. Thì chúng ta không chia, không delete những vùng đó. Hoặc là ai mà chưa chia ổ đĩa thì bước cho đó chúng ta có thể chia ổ đĩa, chúng ta new để chúng ta net nó tạo ra phân vùng mới cũng được. Rồi, tiến trình này thì giống tiến trình Win 7, Win 8 là nó sẽ copy file cài đặt từ cái USB của chúng ta vào cái ổ đĩa cài Win 10. Và mình copy này thì mình đợi cho nó copy xong 100%. Xong rồi nó chạy chút xíu nữa rồi nó sẽ khởi động máy tính lại lần lần đầu tiên. Thì khi nó khởi động máy tính lần đầu tiên á, thì các bạn lưu ý là chúng ta cho nó chạy vô ổ cứng chứ chúng ta không cho nó chạy vô cái USB lần thứ hai nha. Nếu mà chúng ta cho nó chạy vô USB lần thứ hai là chúng ta tiến hành chúng ta quay lại setup Win 10 lại từ đầu. Các bạn lưu ý chỗ đó nha.
Rồi bước này chúng ta chọn ngôn ngữ mặc định ha. Đó, tiếng Anh theo chuẩn Mỹ. Rồi next. Rồi bàn phím cũng vậy theo chuẩn Mỹ. Next. Ở đây chúng ta chọn keep. Ta bỏ qua cái bàn phím ảo. Rồi bước này thì máy tính nó sẽ khởi động lần thứ hai ha, và chúng ta sẽ chuẩn bị chúng ta có được Win 10 đó, chúng ta còn một vài bước nữa thôi. Rồi, tới đây chúng ta chọn personal nè, ha. Cá nhân ha. Còn dưới là tổ chức. Ta chọn dòng đầu tiên. Chúng ta net. Rồi, ở đây là chúng ta chọn apply cao ha. Rồi, chúng ta chọn limit. Rồi chúng ta điền tên user vô. Đó, ai tên gì muốn đặt tên gì ra đặt ha. Rồi, password thì bước này chúng ta có thể khỏi phải đặt. Mốt vô chúng ta học phần mạng ha, chúng ta quản trị user chúng ta đặt password sao ha. Rồi, accept bước này. Rồi, xong rồi next thôi. Rồi, accept luôn. Not now chỗ này, không cần cài đặt Kotlin quên ha. Rồi, chúng ta đợi chút xíu nữa, chúng ta sẽ có được hệ điều hành Win 10 ha. Rồi, sau khi chúng ta khởi động vô màn hình Win 10 thì chúng ta tùy chỉnh đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ đưa icon ra giống như Win 7, Win 8 ha. Ta chọn personal này nè. Đây. Chọn đen nè, đó, kéo xuống. Chúng ta desktop icon nè. Rồi, check vô đây. Rồi, ok. Đó. Giờ chúng ta vô control banner. Đó, chúng ta small icon chỗ này. Rồi, chúng ta tắt Firewall nè, tường lửa đi. Đó, up up. Nó giống như Win 7, Win 8 khúc này thôi. Rồi, chúng ta hạ quyền user. Đó, chúng ta kéo hình chữ số. Rồi. Rồi, để tắt Window Defender á, thì chúng ta vô cái phần nút Start đó, chúng ta chọn Setting ha.
Rồi, chúng ta kéo anh trượt xuống chỗ này nè, chỗ security. Đó, update security. Rồi, vô security nè. Đó, vô virus nè, cái đầu tiên nè. Đó. Rồi, kéo xuống chỗ manager nè, virus nè. Đó, chúng ta up hết này, ba mục này. Mà mặc định á, cái mục dream theo này nè, sau khi máy tính khởi động nó tự động bật lên nha. Để các bạn muốn cài đặt phần mềm á, để tránh nó duyệt file á, thì chúng ta phải tắt đi mỗi lần chúng ta khởi động lại. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta anti-win thôi. À, trong cái sổ cài đặt á, mình để sẵn cái file này rồi. Rồi chúng ta run administrator thôi. Rồi chúng ta chọn số 1 để anti nè. Đó, chúng ta chọn số 1 thôi. Rồi chúng ta enter, chúng ta đợi chút xíu. Đợi nó báo xong anti cho chúng ta thành công ha. Nó bảo skill fully nè, đó thành công đó. Rồi chúng ta có thể chuột phải, chúng ta vô deep PC chúng ta kiểm tra là còn được đó. Đây. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Đừng quên đăng ký kênh nha các bạn.